Bút xem kênh sắt hay còn gọi là quầy bán hàng di động bằng sắt. Quầy bán hàng di động là một mô hình kinh doanh mới mẻ và đang là một xu hướng cạnh tranh hiệu quả. Mục tiêu chính của các quầy bán hàng loại này là mở rộng thêm các điểm bán hàng di động để phục vụ người tiêu dùng, mở rộng thị trường, tăng doanh thu. Đây là một chiến lược cực kỳ đắt giá và rất hiệu quả để quảng bá sản phẩm, thương hiệu. Bút xem kênh sắt có chất liệu khung quầy bằng sắt, sơn trắng, mặt bàn bằng gỗ ép. Các mặt của quầy là các tấm gỗ ép mỏng. Sản phẩm được thiết kế có ngăn bàn rất đa dụng, với phần khung sắt cứng cáp, mặt bàn có thể chịu được trọng lượng lên đến 25 kg. Bút xem kênh sắt có thể gấp gọn, lắp đặt dễ dàng, có túi đựng chuyên dụng thuận tiện cho việc di chuyển. Bút sampling sắt được mệnh danh là ông vua về giá trong dòng sản phẩm bút sampling. Các bạn có nhu cầu sử dụng ngắn hạn và cần tiết kiệm chi phí thì đây là sản phẩm phù hợp nhất vì nó vẫn đáp ứng tốt các tính năng cơ bản của quầy di động.